Đây là Bùi Khiêm, một người làm công ăn lương, sau khi tốt nghiệp thì anh đã phải nhảy rất nhiều việc từ công ty này sang công ty khác. Gặp phải những ông sếp cực kỳ ối rồi ôi, sắp muộn giờ mà tàu cũng sắp đóng cửa để rời bến nên anh phải nhanh chóng lao đến và vào kịp giờ. Anh vừa đến công ty thì chỉ còn 5 giây nữa để điểm danh, và anh vẫn kịp lao đến dí tay vào cổng để vào công ty kịp giờ. Buổi trưa đến, anh không biết phải đặt món gì đây để ăn trưa. Sau khi xài cả đống vô chờ giảm giá thì anh đã có một bữa ăn. Ăn xong thì anh quyết định làm một ván game trước khi làm việc, đang đánh liên minh hăng say thì xếp đi vào nên anh alt táp rất nhanh xếp đi qua thì táp lại nhưng xếp này khá bán tính bán nghi nên cứ ngó qua ngó lại liên tục bùi khiêm cũng phải pro lắm thì mới căn đúng lúc để không bị phát hiện chiều đến lúc tan ca anh muốn ngay tức tốc chạy về thì bị xếp chặn lại ông muốn anh nộp slide công việc vào ngày mai nhưng anh cho rằng thứ tư mới cần bộ ông không sống được đến thứ tư hay gì mà vội chưa kể ông là người chốt thời gian rồi thì sao không trả thêm tiền để anh tăng ca ông dọa đuổi việc thì anh cho rằng ông ngon thì đi mà đuổi nhưng nhớ trả thêm lương thưởng nữa hoặc bị kiện ra tòa anh rất ngầu và đẹp trai trong mắt các đồng nghiệp đó là chỉ khi điều anh vừa nói không phải là trong tưởng tượng vừa ngồi lại vào bàn bùi khiêm đột nhiên thấy xung quanh tối lại và chỉ còn mỗi màn hình máy tính sáng lên điện thoại gửi đến một tin nhắn cho phép anh thử tài vận tương lai anh lỡ làm rơi điện thoại vào sọt rác thì đột nhiên trong điện thoại bay ra hàng đống lì xì vàng và cuốn anh vào thẳng trong sọt rác anh sau đó tỉnh dậy và gặp lại đứa bạn mã dương những người trong phòng bảo anh nhanh chóng đi lên lớp vì họ không điểm danh hộ đâu anh sau đó xem xét lại tình hình xung quanh và nhận thấy bản thân đã về lại hồi năm nhất đại học và đang ở ký túc xá. Anh sau đó nhớ về việc ở trường hồi đó có một ông thầy ngoài mặt nhìn có vẻ dễ tính nhưng đến cuối năm thì mưu mô xảo quyệt. Ai không điểm danh đủ là rớt môn, mà sẵn quay lại được đây rồi thì anh sẽ tận dụng cơ hội để làm lại cuộc đời. Đột nhiên một hệ thống hiện ra khiến anh ngã ngửa. Hệ thống này tên là Chuyển đổi tài vận, hệ thống sẽ cấp cho anh một lượng vốn để anh bắt đầu làm giàu. Vừa nhìn qua số tiền được cấp thì anh mừng vì tự nhiên được 50.000 tệ. Nhưng anh vẫn chưa đọc qua quy tắc của hệ thống này, cứ một khoảng thời gian quy định thì hệ thống sẽ cấp cho anh một lượng vốn nhất định, nó có thể được dùng cho kinh doanh và không được lãng phí, sau thời gian kết toán, tỷ lệ lỗ và lãi sẽ được tính ra theo một quy ước và chuyển thành tài sản cá nhân dành cho anh, nên có thể hiểu là lời hay lỗ thì anh đều có tiền, hệ thống sau đó tạo ra tỷ lệ chuyển đổi giữa lãi và lỗ, xem qua thì nếu đầu tư lỗ thì số tiền anh nhận được sẽ gấp 100 lần số tiền lúc lời, đang mừng rỡ vì bản thân chẳng cần phải đầu tư thắng cũng được tiền thì hệ thống muốn anh chọn một ngành để đầu tư nhưng bắt buộc là anh phải đầu tư vào những nghề hợp pháp. Những điều cấm sau đó cũng được đưa ra và anh nhận thấy là chỉ có đầu tư nghiêm túc mà cố để lỗ thì được chứ mấy trò tà ma ngoại đạo thì chắc chắn sẽ bị cấm. Anh sau đó cần thời gian suy nghĩ nên hệ thống đã cho anh từ tốn mà nghĩ ngợi. Anh sau đó xem qua điện thoại thì nhận thấy ngành game có vẻ hay, làm mấy game tào lao thì khá là dễ để lỗ, nên anh quyết định chọn dấn thân vào ngành làm game. Anh sau đó đã bảo hệ thống về việc bản thân sẽ dấn vào ngành game. Hệ thống đã cho anh đặt tên công ty và rồi sau đó cảnh báo anh là không được cho ai biết về hệ thống này anh hứa sẽ tuân thủ nên hệ thống cũng cho anh 14 ngày để làm game rồi biến mất. Đột nhiên Mã Dương quay lại, Bùi Khiêm đã hỏi Mã Dương về những cách lập trình game, thế là Mã Dương giới thiệu cho anh một phần mềm lập trình game khá dễ. Những mẫu để lập trình vào đều đã có nên anh đã ngay lập tức chạy đến thư viện để ngồi đây bắt đầu công cuộc lập trình. Anh quyết phải tạo ra một trò chơi siêu chán để khiến người chơi nhàm chán và khiến anh thua lỗ, anh đã mua một mẫu xe, rồi đặt nó vào đường đua với bối cảnh sa mạc. Thêm cơ chế ngày đêm vào, thế là anh đã có một trò chơi đua xe với tính năng xếp hạng anh sau đó còn nghe thấy tiếng thông báo mô tả game và sau cùng là phải xem đường đua sẽ dài từng nào và thế là anh đã để vạch đích xa cực kỳ xa để khiến người chơi nhanh chán với tựa game này anh sau đó để giá bán game là một đồng thay vì để giá cao để chọc điên vài tên giàu trong lúc đó ở hiện tại ông sếp đang tức điên lên vì bùi khiêm lại biến mất vào đúng lúc quan trọng gọi thì chỉ thấy điện thoại anh ở trong thùng rác nên ông ta càng tức điên hơn sáng hôm sau bùi khiêm được mã dương đem đồ ăn chưa đến anh ngồi kiểm tra xem game như nào thì quả nhiên không có lấy một lượt tải xuống vì nay là ngày nghỉ nên cả phòng quyết định rủ nhau làm ván game ai nấy gọi bùi khiêm vào game nhưng anh bảo đêm qua thức đêm khá nhiều nên giờ muốn ngủ bù cả phòng sau đó rủ nhau vào game và liên tục bị địch hành cho lên bờ xuống ruộng mã dương là đứa gà nhất khi liên tục mắc sai lầm và khiến cả bọn bị quét sạch thấy cả bọn vẫn còn gà như xưa nên anh đã có thể yên tâm đi ngủ tuy ồn ào nhưng anh nhớ tiếng ồn này rất nhiều anh nhớ đến cuộc sống trước lúc mới ra thì anh phải sống một cuộc đời tẻ nhạt nhàm chán mà chẳng còn thời gian để chơi game nhưng giờ thì khác nằm ăn không cũng được đóng tiền anh suy nghĩ về việc sẽ làm với đống tiền sắp có. Nhưng trong lúc này, một blogger chuyên đi bốc phốt game rác đang sống cuộc sống vô công rồi nghề của bản thân. Vừa pha xong cốc mì và than vãn về việc bản thân chẳng được mấy ai bốc việc để viết blog. Đang chán nản thì anh ta đã lên shop xem có game rác nào để bốc phốt không thì tự nhiên lại tìm được game của Bùi Khiêm. Anh ta vào game chơi thử thì mới vào chẳng có tí hướng dẫn gì mà cứ thế chơi luôn. Anh ta lái một lúc thì ấm nước sôi lên nên mất tập trung mà thua. Anh ta sau đó thử lại nhưng bấm dừng giữa chừng lại không được anh ta nghiêm túc và rút tay cầm ra cắm vào để chơi. Nhưng việc thua liên tục khiến anh ta cay cú và ngồi hàng giờ liền để cố phá đảo cái game rác này, nhưng càng chơi càng cay cú. Nên anh ta cố chấn an rằng đây là công việc. Thế là sau khi nốc một chai nước vào, anh ta bắt cầu điên cuồng cày hơn. Ngay lúc định bỏ cuộc thì một dòng chữ hỏi anh ta không muốn biết phần thưởng cuối game là gì hay sao. Thế là anh ta lại đâm đầu vào chi hát, và cứ thế nhiều tiếng trôi qua. Anh ta đã vừa lái xe vừa suy ngẫm về cuộc đời. Tâm trí vừa giác ngộ thì anh ta đã qua được vạch đích, anh ta đã mừng như được mùa vì sau 8 tiếng thì cũng đã xong được game. Đang háo hức xem phần thưởng thì thứ anh ta nhận được là thông báo chúc mừng vì lãng phí 8 tiếng cuộc đời vào thứ này. Hôm sau ở lớp, Bùi Khiêm đã hỏi xem hệ thống về vụ kết toán ra sao thì vẫn còn hơn 11 ngày nữa. Ấy vậy mà anh lại nghe thấy vài thanh niên trong lớp đang bàn tán về con game dài 8 tiếng của anh. Tuy người ta bảo đây là game rác nhưng chơi lại khá nghiện, anh sau đó bắt đầu nghi nghi nên bỏ tiết chạy thẳng về ký túc và xem thử game mới đó đã có cả hơn chục nghìn lượt tải xuống. Anh xem thử ai là kẻ khiến game của anh lên xu hướng thì được bên Mã Dương cho biết là một blogger. Anh đã xem thử video bốc phốt của blogger này thì người này đã mô tả hết mọi thứ về cái trò chơi gây ức chế này, cộng thêm cả cái kết lãng xẹt của game. Nhưng mặc kệ điều blogger đã nói, người ta vẫn tải game về vì nghĩ là sau 3 lần phá đảo thì sẽ mở được kết ẩn nào đó. Thế là Bùi Khiêm phải lên shop để mô tả thẳng rằng đây là game rác và không có gì thú vị để họ trông chờ. Nhưng người ta lại tha thứ cho anh vì họ vốn đã biết đây là game rác rồi. Mã Dương sau đó cũng tải về chơi thử và cay cú đến mức chửi tên thất đức nào đã làm ra cái game này. Bùi Khiêm nghe như bị chửi vào mặt, nhưng anh cũng cay lắm chứ, anh vốn làm ra cái game để không ai chơi. Ấy vậy mà càng giác người ta lại càng thích. Trong lúc đó, một công ty lớn đã sớm để mắt đến trò chơi mới phát hành và đang nổi rầm rộ của Bùi Khiêm. Họ nhận thấy anh quả là một nhân tố cần để mắt đến. Những ngày sau đó, game của Bùi Khiêm liên tục nổi và đã sớm đạt được hơn 200.000 lượt tải. Tuy lời đến 70.000 nhưng quy ra tỷ lệ thì anh chỉ ăn được có 700. Hệ thống chúc mừng vì mặt hàng của anh làm ra đã vượt hơn 90% đối thủ. Hệ thống sau đó thông báo cho anh một tin là anh sẽ được cấp thêm tiền vốn. Từ 50.000 lên 300.000, đồng nghĩa là khả năng lỗ của anh giờ sẽ khó hơn. Nhưng anh lại có thêm 30 ngày để tiếp tục quá trình đầu tư. Lúc về lại phòng, Bùi Khiêm quyết tâm phải tiêu lỗ hết 300.000 này và không được trở lại một xu. Do đang cay nên anh quyết định cùng cả bọn trong phòng làm một ván liên minh. Thế rồi kết quả là một mình Bùi Khiêm gánh không nổi, do cục tạ ngàn câm mã dương luôn là thứ khiến cả team thua nhảm ai nấy đổ hết lỗi về việc mã dương mỗi lần tim đánh nhau là toàn đi pham lính mã dương cũng cho rằng bùi khiêm cũng pham đâu ít nhưng anh pham đến vậy mà còn gánh không nổi nữa là đột nhiên bùi khiêm nhận ra một việc đó là bản thân thông minh quá nên không làm game dở để thua lỗ và mã dương kém cỏi này chính là nhân tố mà anh cần đêm đến mã dương đang ngủ thì bùi khiêm mò lên hù cho cái khiến cậu ta hét toáng lên hôm sau ở lớp mã dương vẫn liên tục né vì cứ bị bùi khiêm nhìn chằm chằm lúc ở căng tin ai nấy cứ để ý đến cả hai nên mã dương đã phải hỏi thẳng là bùi khiêm muốn gì anh bảo là muốn cậu ta khiến ai nấy nghĩ cả hai có một mối quan hệ giàu ăn mã dương đã chạy đi thì bị bùi khiêm chặn lại anh không úp mở nữa mà nói thẳng là bản thân muốn làm game và cần mã dương giúp mã dương cho rằng làm game tốn tiền tốn công lắm nên không chịu nhưng bùi khiêm đã nói ra việc bản thân có sẵn 300.000 vốn từ trò chơi rác nổi đình đám gần đây rồi nên mã dương ngay lập tức đòi theo bùi khiêm muốn mã dương cứ thỏa sức sáng tạo thua lỗ gì anh tự chịu thế là sau đó Mã Dương mang về một đống sách lập trình, nhưng đống này cơ bản là vô ích vì ai nấy giờ đều làm game bằng ứng dụng kia rồi. Có điều giờ lỡ mua rồi thì không trả được, nhưng không sao, lỡ mua rồi thì đọc luôn. Tối đến, Mã Dương đọc được vài dòng đã ngủ, nhận thấy thì Bùi Khiêm càng thích. Sáng hôm sau, Bùi Khiêm đã dậy sớm và bắt đầu suy nghĩ xem nên làm game về mảng nào và nội dung ra sao để không bị người ta để ý đến. Anh suy nghĩ đến việc làm một game lớn để rồi bị chê sẽ dễ lỗ nhưng vốn còn chưa chắc đủ để làm game lớn như vậy lỗ tiêu hết tiền mà chưa làm xong game thì sẽ bị xem là phạm luật. Anh sau đó đi tham khảo những game nổi trên điện thoại thì nhận thấy game bài chủ đề Tam Quốc khá nhiều. Làm mấy game dạng này sẽ dễ dành ăn câu xé với những bên khác hơn, thế là anh gọi Mã Dương dậy làm việc. Họ quyết định sẽ làm game bài Tam Quốc và anh dự định sẽ bỏ hàng đống tiền để chỉnh sửa lại những nhân vật Tam Quốc thay vì dùng mẫu rẻ tiền có sẵn. Anh sau đó cùng Mã Dương đi ăn và cho rằng họ nên bóp méo những hình tượng nhân vật Tam Quốc để dễ bị người chơi chửi và trả hàng. Nhưng theo lý luận của Bùi Khiêm thì việc bóp méo này là sáng tạo. Mã Dương chưa xem hết Tam Quốc, không sao hết, như vậy càng dễ để sáng tạo. Thế là Mã Dương bắt đầu xảy ra những ý tưởng nhảm nhí mà bản thân có về những nhân vật Tam Quốc, nghe hơi sót thật nhưng với Bùi Khiêm thì đây là những ý tưởng mà anh cần. Trong lúc đó, công ty game lớn kia nhận thấy công ty nhỏ của Bùi Khiêm giờ lại có ý định dấn thân vào ngành game điện thoại và sắp tới sẽ cho ra mắt game thẻ bài Tam Quốc như họ đang có. Còn Bùi Khiêm lúc này không ngủ được vì quá háo hức với kết quả. Anh sau đó lấy máy tính ra và dự định kiếm một ai đó để vẽ mô hình nhân vật. Và anh đã tìm được một nhân vật mà anh cần, Mã Dương và Bùi Khiêm sau đó lại đến căng tin để bàn kế sách. Mã Dương có ý tưởng biến các võ tướng thành nữ thì bị Bùi Khiêm cản lại ngay, anh nói là không muốn phá vỡ hình tượng quá mức đến khiến những nhân vật mất đi sự khác biệt của họ. Nhưng thực chất là anh không muốn nữ hóa nhân vật để rồi mấy tên hám gái lại nhảy vào chi tiền mua mạnh đống nhân vật thì lại khổ. Cả hai sau đó đã ra ngồi thuyền để bàn tiếp, Bùi Khiêm nghĩ là nên làm thêm vài bộ trang phục cho nhân vật. Mã Dương đòi tìm người nổi tiếng để vẽ thì Bùi Khiêm ngăn lại gần mà suýt lật thuyền anh không muốn gọi người nổi về vẽ mẫu giúp vì sợ danh tiếng của người ta sẽ khiến game của anh bị nổi lên quá mức mã dương thì chỉ nghĩ anh cản lại là vì sợ người ta ăn mất danh tiếng game mà khiến game không phát triển được lâu thế là mã dương muốn kiếm một người ít nổi nhưng vẽ đẹp bùi khiêm lại phải cản vì nếu người ta vẽ skin đẹp thì game rác thì vẫn có người chơi nhìn cả hai gần gũi như này khiến ông lái thuyền cũng phải mất tập trung thế là sau đó mã dương quyết định tự vẽ cho rồi nhưng mã dương vẽ thì lại không mất tiền và bùi khiêm sẽ không tiêu vốn được cả hai cãi qua cãi lại khiến tàu lật con mợ nó luôn nhưng cả hai vẫn trên thuyền còn ông lái thuyền thì không, cả hai sau đó vớt ông ta lên lại rồi về bờ. Bùi Khiêm cho biết vấn đề skin anh đã tự kiếm được người lo liệu. Anh sau đó lấy thông tin ra cho Mã Dương xem, người này chuyên vẽ theo phong cách chibi nên giờ bảo vẽ tranh tả thực thì chắc chắn sẽ không ra gì. Nhưng theo lý luận của Bùi Khiêm thì nó sẽ tạo ra một kiệt tác độc đáo, cả hai sau đó đã liên lạc với bên vẽ. Mã Dương đã đàm phán luôn về việc là họ cần người vẽ skin cho game cả hai sắp làm. Bên kia hỏi là cần bao nhiêu mẫu và yêu cầu những gì thế là Bùi Khiêm cho biết là anh cầm 50 nhân vật và mỗi nhân vật 4 tấm, miễn không phải chibi là được. Lý do anh không muốn vẽ chibi mà lại tìm họa sĩ chibi là vì anh thấy thanh niên này có tiềm năng lớn, bên kia sau đó ra giá 2.000 cho 4 tấm của một nhân vật. Mã Dương nghĩ là quá nhiều tiền, nhưng Bùi Khiêm lại thấy rẻ quá, anh nâng lên 3 rưỡi cho một nhân vật. Hệ thống cảnh báo anh đang nâng giá quá mức nên anh phải chỉnh lại là chi phí sửa đổi cũng sẽ ở trong đó luôn. Thanh niên bên vẽ kia sau đó đã được Bùi Khiêm tin tưởng giao phó trách nhiệm và đồng thời là gửi gắm lòng tin. Nói chung là mấy lời động viên khiến một tên hướng nội như người họa sĩ đây cũng phải thấm thía và quyết sẽ không phụ lòng mong mỏi. Thanh niên họa sĩ không ngờ có ngày lại bị bên người thuê ép tăng giá. Bùi Khiêm sau đó đã nhờ Mã Dương giám sát và kiểm tra quá trình vẽ của bên kia. Bùi Khiêm sau đó nghĩ về lối chơi nên lập trình ra sao để chắc chắn lỗ. Anh sau đó vào trong bàn bạc với hai bản sao của mình và ý kiến được đưa ra là họ nên cho vật phẩm trong game ít đi nhưng giá cao gấp đôi thị trường. Đồng thời cho tỷ lệ quay cao để người ta thấy quay dễ quá mà đâm chán rồi bỏ game. Anh sau đó lên mạng xem mấy mẫu thiết kế trong game toàn mấy cái tốn tiền nhưng xấu và cũ rích thì anh mua hết. Còn bên họa sĩ kia, cả nhóm của cậu ta đã họp lại và không biết có vẻ nổi mấy cái ý tưởng dị dị này hay không. Đang nghĩ là có khi họ bị chôn rồi bùng tiền thì thanh niên mũ đỏ cho biết tiền cọc đã được trả trước nên chắc chắn không phải chôn. Khách hàng đã trả tiền cho thiết kế tùy ý của họ nên họ cứ nhân cơ hội này mà phát huy toàn bộ trí tưởng tượng của bản thân. Thế là sau đó cả nhóm quyết định sẽ tung hết khả năng để chạy kịp deadline và không phụ kỳ vọng của Bùi Khiêm, họ sau đó đã cày suốt nhiều ngày. Và không lâu sau thì bản thảo đã xong và được gửi cho Mã Dương để kiểm tra. Mã Dương đã cúi xuống hỏi Bùi Khiêm về việc nên đặt tên game là gì thì anh nghĩ bừa một cái tên rồi cho Mã Dương lấy vào. Mã Dương sáng hôm sau đã thông báo là game chạy ổn và không có lỗi. Thế là Bùi Khiêm để thêm cái mô tả game siêu chán. Ấy vậy mà sau một hôm, Bùi Khiêm tự nhiên chạy về trách Mã Dương vì tự nhiên cái bản thảo đẹp vãi linh hồn. Như này thì anh sao kiếm lỗ từ game được giờ? Quá cay cú anh vốn dĩ chỉ định kiếm đại một họa sĩ rồi quăng cho cái deadline ngắn cùn để họ làm vội làm vàng rồi cho kết quả tệ xíu ấy vậy mà lại tìm chúng một cao thủ thâm tàng bất lộ anh nhận thấy đáng lẽ từ đầu nên để bên kia vẽ dạng chibi cho rồi vì vốn dĩ bên kia chỉ toàn vẽ chibi nên mới ít nổi như vậy anh sau đó về ký túc nằm chán đời thì đột nhiên mã dương thông báo là có 100 người tải nhưng toàn bình luận chửi bùi khiêm đã chạy lên xem thử thì ai nấy chê nhạc chán lối chơi chán và vẽ cũng không đến mức quá đặc sắc mã dương nghĩ bùi khiêm đang cố mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng không lâu sau bên nhóm họa sĩ kia đã sớm nghe được về game họ mới cùng góp sức làm ra và tình cờ thì bên họ vừa làm game cho lại là nhà sản xuất ra con game rác lái xe nổi tiếng kia thanh niên mũ đỏ kia quyết định tải game về chơi thử vì đằng nào cũng có công trong này thanh niên đã thức đêm để chơi game này và nhận thấy những bản vẽ của bản thân đều rất đặc sắc đã vậy quay nhân vật còn siêu dễ vật phẩm duy nhất trong game thì lại cho lượt quay hàng ngày thanh niên nghĩ đây chỉ là mới giai đoạn chạy thử nên gọi cho mã dương để hỏi thử mã dương nghe qua thì cho biết đây đúng là bản chính thức rồi và bùi khiêm cho biết sau này cũng không có ý định ra thêm vật phẩm trong game mã dương nghĩ là bùi khiêm không muốn hút máu người chơi nên làm game một cách có lương tâm và cho người chơi trải nghiệm cảm giác vui sướng khi rút được thẻ hiếm thanh niên mũ đỏ biết bùi khiêm có tâm đến mức này thì trước đó đã không nhận thêm tiền đã vậy mã dương còn cho biết là bùi khiêm đang sốt ruột vì không còn tiền quảng cáo game nữa thanh niên mũ đỏ nghe xong thì cúp máy và quyết định sẽ làm gì đó thanh niên sau đó bàn với hai đứa bạn cùng phòng về việc bùi khiêm tốt ra sao nên quyết định làm gì đó để giúp cái game này bùi khiêm lúc này nhận thấy vài ngày nữa là kết toán rồi và game vẫn đang âm tiền nên sắp tới lỗ tiền và anh sẽ được ăn đủ là cái chắc ấy vậy mà mã dương chạy đến báo là phát tài rồi game chỉ trong một đêm đã có cả ngàn lượt tải và được bình luận rất nhiều cái tích cực ai nấy đều khen tranh đẹp và không hút máu người ta không biết sao người chơi chưa chơi đã biết tranh trong game đẹp và rồi anh nhận ra là do bên kia tuyên truyền anh sau đó chạy đi gọi cho thanh niên mũ đỏ và tức giận vì cậu ta lại đi tuyên truyền thanh niên kia tối qua đã thấy mang ơn bùi khiêm nên đã đăng tranh của cậu ta lên diễn đàn của các chuyên gia các chuyên gia đánh giá cao cậu ta và rồi cho cậu ta việc sẵn lúc tốt nghiệp, đồng thời hứa là sẽ giúp cậu ta quảng bá, cứ thế 10 người truyền lên cho trăm người và cứ thế lên như diều gặp gió. Bùi Khiêm dù cay cú lắm nhưng vẫn không thể tự nhiên vô cớ trách người ta được nên chỉ đành cay cú khi lại chẳng ăn được thêm đồng nào của hệ thống. Một bên thì không khí u ám của trời mưa, còn một bên thì không khí trong lành sáng sủa của nắng hạ, còn Mã Dương lúc này cho rằng cú lội ngược dòng này hẳn đã trong tính toán của Bùi Khiêm. Còn công ty lớn kia lúc này cay cú vì vốn dĩ đã cho người đi đánh giá tệ game của Bùi Khiêm rồi mà giờ game của anh lại sắp vượt mặt game của công ty họ làm ra. Chủ công ty này nghĩ là công ty nhỏ của Bùi Khiêm cố ý nhắm vào công ty của anh ta để vượt mặt nên càng gay gắt hơn. Hôm sau, Bùi Khiêm đã liên lạc với bên cửa hàng trò chơi để xin được gỡ game khỏi đó. Cô nhân viên tổng đài chưa từng nghe qua việc một người lại chọn gỡ game trong khi nó đang trên top thịnh hành bao giờ. Cô định đi hỏi ý cấp trên trước thì hệ thống đã cảnh báo vi phạm đối với Bùi Khiêm buộc anh phải rút yêu cầu lại. Anh muốn được làm lại tỷ lệ chuyển đổi thì hệ thống nhất quyết không cho, hệ thống sau đó đã kết toán một lần nữa, và tổng cộng trò chơi lần này đã giúp anh lời đến hơn 200.000 nên khi chia ra theo tỷ lệ thì anh chỉ ăn được đúng 2.000. Hệ thống giờ đã bắt đầu vòng thứ 3 là nâng vốn lên 500.000 và cho Bùi Khiêm 90 ngày để đầu tư, đây sẽ là nguồn vốn tối đa và không còn tăng thêm nữa. Thế nhưng Bùi Khiêm biết giờ có muốn lỗ cũng chẳng lỗ được nữa, vì giờ anh đầu tư vào game mới và nó có thảm hại đi chăng nữa thì hai game trước kia nó vẫn sẽ kéo thu nhập về đến mức hòa vốn lại cho anh nên đằng nào thì hệ thống này mới là thứ được lợi. Trong lúc đó, công ty lớn kia đã quyết định mua lại công ty của Bùi Khiêm. Anh lúc này ngồi chán nản ở sân tập thì đột nhiên Mã Dương gọi đến báo là tập đoàn làm game lớn nhất thành phố đang ngỏ ý mua lại công ty nhỏ của họ. Giá cả có thể thương lương, Mã Dương rất muốn bán vì bên kia đề giá 50 triệu, nhưng hệ thống không cho anh bán, bên kia lại tiếp tục tăng giá nhưng Bùi Khiêm vừa phải cắn răng mà từ chối. Đột nhiên Bùi Khiêm nghĩ ra được một ý tưởng, bên kia sau khi nghe tin Bùi Khiêm từ chối số tiền của họ thì rất tức giận. Đã vậy anh còn đòi đầu tư cho công ty lớn của họ khiến tay chủ tịch đây cho rằng Bùi Khiên đang quá tự cao với số tiền ít ỏi mà bản thân mới kiếm được chỉ bằng hai game. Bùi Khiêm và Mã Dương lúc này đã đi ăn một bữa. Mã Dương nhận thấy Bùi Khiêm cứ có vẻ sầu dù mới kiếm được khoản kha khá từ game. Lý do anh sầu là vì không biết làm cách nào để có thể lỗ được. Vốn hệ thống cấp thêm là 500 ngàn, cộng thêm khoản lời sinh ra từ hai game kia trong 3 tháng thì cũng ngót nghét đâu đó cũng gần 6 triệu nữa. Tiêu kiểu gì cho hết nữa đây? Đột nhiên Mã Dương đòi tranh trả tiền, nhưng bữa ăn này thôi cũng chiếm hết một phần ba lương tháng của cậu ta thế là mã dương muốn tính bữa này vào chi tiêu nội bộ công ty đột nhiên bùi khiêm nhận ra một điều nên đã xin ra ngoài một lúc cô bồi bàn để cho chắc thì đã giữ mã dương lại để còn có người trả tiền bùi khiêm đã hỏi hệ thống là việc ăn uống của mã dương có thể tính vào chi tiêu của công ty hay không thì đều được nhưng với bùi khiêm thì không lúc trở lại quán mã dương nghe tiền ăn có thể tính vào chi phí công ty thì thích lắm còn bùi khiêm thì đột nhiên nảy ra ý tưởng là mở rộng công ty thêm nhiều người nữa như vậy thì có thể tốn thêm tiền duy trì sinh hoạt như điện nước nơi ở tiền lương và nhiều cái khác nữa có điều cả hai đều không biết cách mở công ty như nào thế là cả hai quyết định hôm sau sẽ đi tìm ai đó biết mở công ty để mời về và tại công ty game kia một cô gái là lâm vãn đã xin nộp đơn từ chức để muốn đến một môi trường làm việc mà cô có thể phát triển hơn hôm sau bùi khiêm và mã dương đã đến công ty trung gian để tuyển người anh quản lý đây mới đầu chỉ nghỉ cả hai là sinh viên nên cho vài lời khuyên để cả hai về tự tìm người nhưng khi nghe qua danh của bùi khiêm thì anh ta đổi lại cách ứng xử ngay và luôn anh quản lý sau đó đã nghe qua yêu cầu tuyển người của bùi khiêm và biết anh cần tìm một thư ký không quá giỏi mục đích là để người ta đỡ ngăn anh tiêu lỗ anh quản lý sau đó đưa ra cho bùi khiêm một người mà anh ta có hồ sơ và bùi khiêm có vẻ ưng ý với cô gái này lúc ra về anh nhận thấy một cô gái đang ngồi xem tin tức về game bài mà anh mới làm ra anh bảo cô gái rằng game đó chán lắm thì cô gái bắt đầu nêu ra những điểm có tâm mà nhà sản xuất đã đặt vào game biết là chẳng khuyên nổi người ta nên bùi khiêm đành ra về còn anh quản lý sau đó hỏi cô gái muốn nhận việc vào đây hay gì thì cô nói bản thân muốn tìm thông tin về công ty đã làm ra game bài tam quốc này vừa hay thì người mà cô vừa lớn tiếng ban nãy chính là chủ của công ty làm game đó thế là cô chạy ra hy vọng níu chân bùi khiêm lại nhưng anh đã rời đi mất hôm sau bùi khiêm đã đến gặp thư ký mà bên công ty kia đã giới thiệu cho anh cô gái đây là hải lộ và sau khi hỏi han xong về thông tin sơ bộ thì bùi khiêm chỉ cần cô chấp thuận một điều kiện đó là chỉ khi anh hỏi ý kiến từ cô thì cô mới được đề xuất còn không thì mọi quyết định của anh cô đều phải im lặng cô đã chấp thuận vì đó là một tiêu chí cơ bản của nghề. Thế là hai bên bắt tay hợp tác, cả hai sau đó đã cùng đi kiếm mặt bằng để mở công ty. Và nơi cả hai tìm đến là nơi cho thuê mặt bằng đắt nhất thành phố. Thuê ở đây một tháng cũng xương xương gần 700.000, ông chủ thuê cho rằng nếu Bùi Khiêm thấy đắt quá thì ông ta có thể giảm bớt cho anh. Nhưng anh từ chối và cho rằng ông ta dù sao cũng là dân làm ăn thì đừng nên nhượng bộ quá thì kiếm đâu ra tiền lời. Sau khi chốt xong thì anh đã bảo ông chủ đây đi làm hợp đồng cho thuê nơi này luôn. Sau khi thuê được mặt bằng thì giờ là lúc trang trí thiết kế của công ty. Bùi Khiêm muốn chi thẳng tay 2 triệu để trang trí nội thất nhưng hệ thống cảnh báo buộc anh phải rút lại còn 800 ngàn. Đầu tiên là anh muốn văn phòng làm việc phải bàn ghế cao cấp, máy tính hàng xịn hai màn, cây xanh các thứ phải có để thanh lọc không khí. Phòng tiếp khách thì nội thất cũng phải cao cấp và còn có bộ ấm trà xịn với những loại trà đắt tiền. Thêm một phòng ăn với đầy đủ thức ăn nước uống, phòng họp hội nghị thì bố trí như phòng xem phim. Hải Lộ hỏi anh không tính làm phòng chủ tịch cho bản thân hay gì thì anh cho cô thử bố trí và cô đã bố trí cho nó giống như nhà riêng để anh ở luôn thế là có một nơi ở thứ hai ngoài ký túc xá bùi khiêm sau đó được hải lộ cho xem yêu cầu tuyển dụng mấy cái này hơi khắt khe nên anh quyết định loại bỏ đi vài cái có điều hai thứ anh loại đi sẽ khiến tuyển dụng bị hỏng nên anh quyết định tự mình phỏng vấn tuyển dụng và sắp xếp trả lương luôn hải lộ cũng muốn anh sắm cho bản thân vài bộ vest để lỡ có gặp khách hàng hay ra mắt trước nhân viên thì cũng thật tương tất tuy là tiêu xài để mua cho bản thân nhưng cũng là phục vụ công ty nên hệ thống vẫn duyệt cho anh tiền mua mới đó đã xài được kha khá tiền nên bùi khiêm hy vọng tình trạng lỗ vốn này cứ tiếp tục anh sau đó biết là bản thân phải kiếm một tên có tố chất như mã dương và rồi anh nhớ ra một người bùi khiêm sau đó đến tiệm nét để tìm một thanh niên là bao húc thanh niên này cũng là sinh viên đại học nhưng cúp tiết quá nhiều nên bị đuổi và giờ thì cắm nét suốt ngày suốt đêm để làm cày thuê tính đến nay thì thanh niên này ở trong nét cũng được 3 năm rồi anh sau đó đến tìm bao húc và nói thẳng về việc là muốn mời anh ta vào làm ở công ty của bản thân công việc là thiết kế game bao húc cho rằng bản thân không hứng thú thì bùi khiêm đưa trước lương tạm ứng và cho rằng tuy bao húc không có kinh nghiệm nhưng không ai hiểu rõ về game hơi bao húc cộng thêm trang thiết bị của công ty thì bao húc tha hồ chơi game thoải mái anh cho bao húc thời gian suy nghĩ và ra về bao húc sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì đã đưa ra quyết định bao húc không cần thêm thời gian suy nghĩ nữa mà quyết định xuống núi luôn anh bảo bao húc lấy tiền đó tân trang lại rồi đến công ty trong hai ngày nữa tối đến bùi khiêm hí hửng vì mới tuyển được thêm người nhiêu mã dương về công ty anh sau đó đi ngủ và sáng ra thì nhận thấy trời đã gần trưa, anh sau đó ra ngoài dạo một vòng thì bắt gặp một thanh niên là Tiểu Hoàng đang muốn đến phỏng vấn thử. Thanh niên này vẫn không biết Bùi Khiêm là chủ công ty nên chỉ nói chuyện một cách bình thường. Bùi Khiêm đã xem qua thử hồ sơ của thanh niên này và biết cậu ta mới đi làm nửa năm và có chút kinh nghiệm trong ngành game này. Đột nhiên sếp của cậu ta cũng vừa từ thang máy đi ra và yêu cầu cậu ta sớm về công ty đúng giờ mà làm việc. Cậu ta biết sếp mình cũng vừa qua bên công ty của Bùi Khiêm xem thử và lo là bản thân có khi sẽ chẳng có cửa để vào nổi, khi đến công ty của Bùi Khiêm ai nấy đã gọi anh là chủ tịch khiến tiểu hoàng bên cạnh sốc ngang anh sau đó đã đích thân phỏng vấn tiểu hoàng và cậu ta tự ti cho rằng bản thân có lẽ không hợp ở đây nhưng bùi khiêm đã cho rằng hồ sơ của cậu ta khá ổn và bắt đầu hỏi qua vụ tiền lương và đãi ngộ ra sao cậu ta chỉ cần hai ngàn một tháng là đủ nhưng bùi khiêm đã tính thử chi tiêu một tháng của cậu ta và rồi anh rút ra mức lương bốn ngàn là đủ để tiểu hoàng chi trả phí sinh hoạt hàng tháng tiểu hoàng nghe lương bên này gấp đôi công ty cũ thì quyết định sẽ cống hiến hết mình cho bùi khiêm nhưng trước tiên là đi từ chức ở bên công ty cũ đã sau khi hết buổi phỏng vấn thì Hải Lộ lại cho biết là còn một cô gái nhất định không chịu đi nếu không gặp được Bùi Khiêm. Cô gái sau đó chạy thẳng vào và anh nhận ra cô gái hôm nọ đây mà. Cô muốn biết Bùi Khiêm làm game có phải vì lợi nhuận không thì anh bảo không. Mấy câu cô hỏi và những điều cô nghĩ về Bùi Khiêm đều được anh khẳng định là đúng. Cộng thêm việc Hải Lộ cho biết cô gái này là Lâm Vãn và thường xuyên nằm trong diện bị cắt giảm nhân sự ở công ty cũ thì anh đã quyết định cho cô vào công ty luôn. Còn Tiểu Hoàng lúc này đã trở về công ty cũ, ông sếp vừa rồi đã cho rằng Tiểu Hoàng đang mơ mộng thì mới mong được vào công ty của Bùi Khiêm nhưng cậu ta nói bản thân đã được nhận và còn kể rõ chi tiết lý do ông xếp đây không được bùi khiêm nhận vào trong lúc đó những đứa bạn ở ký túc xá của bùi khiêm gần đây thắc mắc không biết anh đi đâu trong trường bao nhiêu thứ vui không thích lại thích la cả bên ngoài ai nấy hỏi mã dương thì cậu ta chỉ bảo là bùi khiêm đi làm thêm bên ngoài cả phòng lúc này đều thích thú với trò chơi mà bùi khiêm làm ra ai nấy thi nhau sưu tập thẻ bài trong game còn ở công ty nhân viên ai nấy đều chả làm gì ngoài ngồi chơi nhưng Lâm Vãn nghĩ là việc ngồi chơi này là để trải nghiệm học hỏi kiến thức và kiếm thêm ý tưởng sáng tạo cho dự án sau này. Họ cũng chẳng biết Bùi Khiêm ở đâu vì từ hôm tuyển dụng giờ họ gần như chẳng thấy mặt anh ở công ty. Ai nấy nghĩ anh đi tìm thêm cách mở rộng công ty nhưng Bao Húc nghi là anh có thể đang ở một chỗ đâu đó và đúng là Bùi Khiêm ở một chỗ hưởng lạc thật. Nhưng Bùi Khiêm lúc này đang muốn tìm một lối đi sai để khiến công ty lao dốc. Và rồi anh đã nảy được một ý tưởng, hôm nay cả công ty đều chán vì mãi chả có công việc gì thật sự để làm. Đến giờ tan làm thì đột nhiên Bùi Khiêm tìm đến anh dám chắc là ai nấy đều thắc mắc một tuần qua anh đi đâu không phải anh ngồi không một chỗ để chơi đâu mà là anh đang đi tìm ý tưởng cho công ty và ý tưởng anh tìm ra được là họ sẽ làm một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất anh muốn công ty phải kinh qua đủ mọi loại game thử sức ở mọi lĩnh vực mà họ có thể một cách tự do và không bị gò bó ràng buộc và đó cũng là lý do anh chọn những con người ở đây thay vì những nhân tố lão làng có kinh nghiệm vì anh muốn họ được thỏa sức sáng tạo và phát triển khả năng bản thân chứ không giống như những kẻ có kinh nghiệm kia bởi những người kia sẽ gò bó bản thân ở trong vùng an toàn anh sau đó bắt đầu xạo lời chém gió một chàng để tăng bốc từ mã dương tiểu hoàng cho đến bao húc anh muốn tất cả phải cố gắng thử sức và ai nấy đều tán thành anh sau đó gọi bao húc và tiểu hoàng đến phòng họp anh đưa ra yêu cầu về game mà họ phải đạt được là game không được quá khó thứ hai là phải có cốt truyện có chiều sâu thứ ba là skin súng phải đẹp để người ta phải phải bỏ tiền mua nhưng tiểu hoàng cho rằng game bắn súng góc nhìn thứ nhất toàn tay to chơi nếu để dễ quá thì người ta sẽ phàn nàn với cả game bắn súng giờ cũng ít người để ý đến cốt truyện. Và thứ ba là ở game trước đó họ đã gần như chẳng bán nhiều vật phẩm mà giờ lại lòi ra skin súng thì chẳng khác nào bị cộng đồng chửi, nhưng Bùi Khiêm không cần biết mấy cái đấy. Họ không đi theo khuôn khổ chung mà phải tự có lối đi riêng, anh cho họ một tuần để làm ra phần sơ bộ và cả hai đây sẽ là những người lãnh đạo chính trong dự án lần này. Sau khi ai nấy đều ra về hết, Bùi Khiêm thấy thích thú vì làm sếp chỉ cần ra chỉ thị là có người làm. Anh sau đó cũng ra về và thấy ai nấy đều về hết, bởi ở công ty của anh không có khái niệm tăng ca. Bao Húc thì vẫn ở lại đây chơi nên anh bỏ qua. Nhưng Bao Húc đã giấu việc Tiểu Hoàng cũng cố ý ở lại đây tăng ca. Vì cậu ta không muốn khiến cả đội ngũ phải chịu thêm gánh nặng, làm việc đến tận tối. Tiểu Hoàng vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào hay để viết cốt truyện cho cuốn, và Bao Húc đã có ý tưởng. Trước đến nay, Bùi Khiêm luôn dùng tài nguyên ít nhất để cho ra sản phẩm tốt nhất. Nên khoan hãy nói đến phần cốt truyện, cái họ nên để mắt đầu tiên là bối cảnh game. Bao Húc cho rằng game nên đặt lên bối cảnh ở một giàn khoan nhỏ trên biển. Như này sẽ hạn chế được khung cảnh và kích thước bản đồ, thứ là hai là việc họ sẽ đối đầu với thứ gì ở trên này. Theo Bao Húc thì nên là bắn xác sống, đám này cũng không quá khó và đáp ứng được yêu cầu đầu tiên mà Bùi Khiêm đưa ra. Họ chỉ cần chú tâm thêm một chút vào khoản bắn súng và thu nhặt vật phẩm là có thể giúp người chơi khó tính cũng phải hạn chế có điểm để chê là được. Cả hai sau đó thử một chút về khoản bắn xác sống và chạy trốn khỏi chúng. Và giờ thì họ không biết cái bối cảnh này thì đặt cái cốt chuyện gì vào thì Bao Húc nghĩ là cho một bé gái quàng khăn đỏ. Cô bé này sẽ không thể nói để hạn chế việc thuê thêm người lồng tiếng tiếp theo là họ sẽ để cô bé này có những cử chỉ của mắt và người chơi sẽ thử đoán cử chỉ của cô bé để tìm ra bước tiếp theo nên làm là gì từ đó sẽ tạo ra thêm nhiều câu đố cho game từ đó cô bé sẽ chỉ dẫn họ đến chỗ của những vật phẩm cao hơn và dần dần hình thành nên thiện cảm với cô bé những thứ cơ bản đã có và nghe qua ý tưởng của bao húc thì tiểu hoàng đã hiểu sao bao húc được cho đặc quyền ở lại công ty cả hai sau đó tiếp tục ngồi bàn về skin súng hay mấy vật phẩm cấp cao mà họ có thể thêm vào game bàn một mạch đến sáng thì cả hai đã phần nào thực hiện được ba tiêu chí mà bùi khiêm đặt ra giờ chỉ cần viết mô tả và giao cho cả đội ngũ xem qua là được đúng lúc này thì mã dương đến công ty và thấy tiểu hoàng ở đây cậu ta biết ngay là tiểu hoàng vừa lén tăng ca những ngày sau đó tiểu hoàng ngày nào cũng lén tăng ca cậu ta cho rằng họ phải cố xong sớm để dành thời gian chạy thử game và sửa lỗi nếu có vì lịch trình bùi khiêm đưa không hề dành ra thời gian này tiểu hoàng vẫn cần vài lời khuyên từ bao húc nên anh ta đã giải thích một chàng mà tiểu hoàng chẳng hiểu gì Thế là Bao Húc phải kiếm cho cậu ta một tựa game tương tự để dễ minh họa. Mã Dương đã lén ở đây và thấy được việc Tiểu Hoàng lén đến tăng ca, hôm sau ở lớp, Mã Dương đã báo lại cho Bùi Khiêm việc Tiểu Hoàng gần đây hay ở lại tăng ca. Anh lúc này cũng nhận được bản thiết kế về game từ nhóm bên kia, anh xem qua thì thấy ai nấy đều có ý tưởng khá hay nên duyệt qua. Còn về việc Tiểu Hoàng lén tăng ca thì anh định lén bỏ tiết để đi xử lý. Nhưng khi nghe việc Tiểu Hoàng toàn chơi game lúc tăng ca thì Bùi Khiêm lại quay về lớp, còn ở bên kia ai nấy nghe tin bản thiết kế đã được duyệt thì bắt đầu năng nổ cho bước tiếp theo tối đó bùi khiêm đang tắm và không biết làm sao cho tiền giảm bớt đây hai game trước đó thì cũng chẳng gỡ xuống được để mà giảm doanh thu đột nhiên mã dương đến tìm và cho bùi khiêm biết việc ai nấy đều đang kéo nhau tăng ca nhưng mã dương chỉ nói là họ tăng ca chơi game nên bùi khiêm quyết định chi tiền để trả tiền tăng ca cho họ anh muốn mã dương tính thời gian họ tăng ca để trả thêm tiền sáng hôm sau bùi khiêm nhận được một đống báo cáo về thiết kế anh quyết định để họ tự xử lý vì anh đọc đống này cũng không hết anh sau đó nghe thấy tiếng giao đồ ăn và quyết định làm luôn bữa trưa ở công ty cho nhân viên ăn miễn phí. Thức ăn toàn sơn hào hải vị, ngoài ra còn dựng thêm phòng tập và thuê thêm hai huấn luyện viên thể hình dành cho những ai muốn ăn nhiều và cũng muốn giữ cân. Tiểu Hoàng đã thắc mắc với Lâm Vãn về việc họ có đãi ngộ quá tốt và thời gian làm việc cũng không bị gò bó và còn rất thoải mái. Họ thấy Bùi Khiêm như này là quá lạ, nhưng với họ thì những lý do đó khiến người sếp như Bùi Khiêm trở nên đáng quý họ sau đó nhận được lương tăng ca nên lâm vãn đã thay mặt mọi người đến tìm bùi khiêm để xin trả lại lương tăng ca vì họ tăng ca không phải để nhận thêm tiền nhưng bùi khiêm từ chối nhận lại mà muốn họ cứ thoải mái với việc tăng ca anh không hề ép lâm vãn không thể từ chối tiền lương này nên đành bỏ ra ngoài và ai nấy đều phải xúc động vì người sếp như này vẫn còn tồn tại bùi khiêm sau đó gọi bao húc đến và chất vấn về việc anh ta tạo ra game mà sử dụng tài nguyên quá ít bao húc đã dùng ít tài nguyên nhất có thể để làm game buộc bùi khiêm phải nhắc cho bao húc nhớ mục tiêu mà anh ta đã đặt ra đó là làm ra con game hoàn hảo. Và để thực hiện được thì họ không nên tiết kiệm quá mức mà cứ dùng hết mọi thứ có thể. Bao Húc đề xuất mua luôn máy chủ về công ty thay vì thuê thì đây cũng là một cách đốt tiền, nhưng đúng lúc này, công ty lớn kia đã bắt đầu có một âm mưu để nhắm vào những nhân viên của Bùi Khiêm, còn Bao Húc, anh ta lúc này đang tìm cách để diễn giải kế hoạch cho tất cả mọi người trong công ty, nhưng vẫn chưa biết nên giải thích ra sao. Những người khác giờ lại lần lượt kéo đến để thắc mắc về những vấn đề phát sinh trong kế hoạch. Bao Húc bị hỏi liên tục thì dối quá mà chẳng trả lời được gì nhưng người đàn em đáng tin cậy tiểu hoàng lúc này đã đứng ra để giải quyết thay cho bao húc cậu ta ra chỉ thị cho từng người và phần nào giải quyết được những vấn đề mà họ đang vướng mắc sau một thời gian bùi khiêm ở lớp đã có mặt đầy đủ để tên thầy này không bắt lỗi được anh mà đánh trượt môn nhưng mã dương hôm nay lại không có mặt đột nhiên mã dương gọi đến báo là công ty lớn kia đang định đào người từ bên họ qua công ty của chúng bùi khiêm sau đó đã cấp tốc đến công ty và thấy chẳng còn ai ở đây công ty thì bừa bộn và thẻ tên của bao húc lại ở trong sọt rác anh nghĩ ai nấy đều đã rời bỏ công ty để sang tập đoàn lớn và trò chơi của anh thì chỉ còn một tháng nữa liệu có kịp để hoàn thành hay không đột nhiên mọi người trở lại đây ai nấy thắc mắc không biết sao anh lại đến đây anh thắc mắc không biết sao họ còn ở đây trong khi rõ ràng là đã nhận được thư mời từ bên công ty lớn kia nhưng họ đều đã từ chối vì môi trường ở đây tốt hơn hết mọi công ty khác nhân viên thì đều đã gắn kết hơn với nhau nên không còn muốn đi đâu khác nữa còn vụ công ty bừa bộn này thì là do ai nấy đã làm xong bản chạy thử nên vui mừng mà xóa hơi quá nãy giờ họ đến phòng họp chung để xem bản demo và quên chưa dọn dẹp lại khoan hãng nói về việc mọi người ở lại bùi khiêm khá sốc vì mới đó mà bản chạy thử đã hoàn thành anh sau đó được họ đưa vào phòng họp xem thử nhìn qua thì cũng ổn chạy tốt dù chỉ dừng ở mức trung bình chứ không hẳn là siêu phẩm nhưng giờ chạy thử thì sớm quá và anh vẫn muốn tìm thêm cách nào đó để đốt thêm tiền thế là anh nghĩ ra cách là đi team building họ sẽ nghỉ làm vài ngày để đi một chuyến và đột nhiên một ông chú từ bên công ty lớn kia đến đây ông ta là người đã lôi kéo mọi người ở đây sang bên kia nên chẳng mấy ai có thiện cảm ông ta muốn đến để xin một chân sang công ty này ông ta đã nói ra việc chủ tịch bên kia đã phá bùi khiêm trước giờ ra sao bùi khiêm thấy ân nhân giúp anh đốt tiền đã có thế nhưng anh cũng chẳng thể nhận ông chú đây vào vì chẳng ai ưa nên đành từ chối ông ai nấy sau đó bàn về chuyến đi lần này sẽ đi đâu và lâm vãn muốn được về lại công ty cũ một chuyến thế là bùi khiêm nhất trí và cho họ đi một chuyến đến công ty lớn kia xem thử mục tiêu của anh là muốn họ xem môi trường làm việc bên kia tốt ra sao và khiến họ nản trí với bên này và làm tụt năng suất nhưng lâm vãn thì lại nghĩ là anh muốn tìm hiểu thêm về cô vì bên kia là công ty cũ của cô vài ngày sau cả công ty đã đi ăn một bữa ở nhà hàng nhỏ bùi khiêm muốn họ đi đâu và tiêu xài gì thì cứ tự do và giữ hóa đơn lại để anh trả là được anh thắc mắc sao ngân sách anh chi cho chuyến đi này nhiều lắm mà chọn nhà hàng lại là nhà hàng nhỏ giám đốc bên công ty lớn kia lúc này nhận tin là bên bùi khiêm đến tham quan nên đã cho người ra tiếp đón hai bên cũng không muốn cào mặt công khai vụ mua chuộc người lần trước cả đoàn của bùi khiêm sau đó được mời vào ai nấy thấy nơi này khá lớn và cũng có vẻ khá đắt đỏ bùi khiêm vào trong và thấy quy mô lớn này thì quyết định phải học hỏi chút ít để sau này còn mở rộng mà đốt tiền anh sau đó được đưa đến gặp giám đốc của bên công ty này hai bên đều chưa biết gì về nhau nên cô trợ lý đây phải nói hết luôn phần giới thiệu anh giám đốc kia cũng hơi rén trước bùi khiêm vì anh mặc đồ đắt tiền và còn khá là trẻ anh sau đó quyết định dẫn bùi khiêm đi tham quan nhưng trước hết là muốn tặng một sản phẩm của công ty anh sau đó gặp lại mọi người ai nấy đều cho anh biết là môi trường ở đây còn tệ hơn công ty của anh máy tính thì chỉ ở mức tầm trung nhân viên thì đông đúc và không được mặt bằng rộng rãi như bên anh trang thiết bị chế tác thì cũ dích mấy đồ trưng bày thì đầu tư cho nhiều mà môi trường làm việc thì bị bỏ lơ đồ ăn thì chỉ toàn bánh quy và nước trà chứ không được đầy đủ như bên công ty bùi khiêm nhưng chê bao nhiêu thì anh giám đốc kia nghe hết nên cũng cay ra mặt anh ta sau đó nhận ra lâm vãn và không ngờ cô lại chọn gửi tương lai vào một công ty mới khởi nghiệp nhưng nói nãy giờ cũng cay rồi nên anh ta muốn vào việc chính là đi đặt câu hỏi để học thêm kiến thức. Nhân viên hai bên đã ngồi lại một bàn và Mã Dương đã được giao cho việc ngoại giao, cậu ta thắc mắc việc thứ bảy mà vẫn đang làm tăng ca và hẳn là lương tăng ca bên này phải cao lắm. Nhưng nhân viên bên này chưa từng biết mùi lương tăng ca là như nào, Bùi Khiêm đã phải sút một cái vì Mã Dương đang đâm chọt người ta chứ đặt câu hỏi miếng nào. Cô trợ lý sau đó đã đến để mỉa mai và bới móc Lâm Vãn nên Bùi Khiêm đã phải lấy lại mặt mũi cho cô bằng cách giới thiệu cô là tổng quản lý của bên anh và mời cô lên phát biểu cô sau đó đứng lên và giới thiệu về bùi khiêm và những ẩn ý anh đặt vào trò chơi từ game đua xe cho đến game bài anh đều đi ngược lại với mọi người và đạt được thành công ngoài mong đợi mấy lời kia là cô chém gió ra vì bùi khiêm thậm chí còn chẳng nghĩ được đến mức như cô ai nấy bảo anh làm mà không quan tâm lợi nhuận và thật sự thì anh cũng chẳng thu được mấy đồng từ mấy trò chơi kia tay giám đốc biết bản thân giờ mà không khoe được cái gì hơn bùi khiêm thì chắc chắn sẽ bị xem thường nên giờ có phải chém gió ra thì cũng phải khoe cho hơn người ta cô trợ lý từ chối vì dự án này vẫn chưa được tung ra nhưng tay giám đốc cho rằng nửa tháng nữa là phát hành rồi nên họ cứ tiết lộ ra cho những đồng nghiệp đây tham khảo với cả bên họ là công ty lớn nếu bên kia copy thì chắc chắn dư luận sẽ về bên họ tay giám đốc sau đó giới thiệu con game bắn súng mà họ sắp tung ra lối chơi thì sẽ không hề dễ mà sẽ để ở mức độ mà những người chơi có kinh nghiệm mới chơi được đồng thời skin súng thì để cho giống ngoài đời nhất để không phật lòng những dân mê quân sự và đặc biệt hơn là họ sẽ cho tải game miễn phí và hút máu bằng vật phẩm trong game về sau tiểu hoàng thấy sản phẩm của họ thật sự thua về mọi mặt chỉ việc có được cốt truyện trong game thì vẫn không đủ để thắng được bên này ai nấy nhìn qua bùi khiêm thì anh vẫn cười nên họ nghĩ là anh đã có kế sách đối phó nhưng thật ra chỉ là anh đã cho tạo ra game với mục tiêu ngược lại số đông với niềm tin là trò chơi của bên này chắc chắn sẽ khiến game bên anh phải chịu lỗ ai nấy sau đó phải theo bùi khiêm mà vỗ tay còn tay giám đốc thì cười thầm vì quả này khi tung ra thì bên bùi khiêm chắc chắn sẽ phải cúi đầu chịu thua và thán phục tài năng của bên này nhưng tiểu hoàng thấy bùi khiêm vẫn còn cười như thể kiến thức của anh còn vượt xa tay giám đốc kia lúc trở về Họ được thưởng 5 ngày nghỉ phép có lương nhưng Tiểu Hoàng đã đứng lên và cho rằng họ có vẻ chưa nhìn ra ẩn ý của Bùi Khiêm sau chuyến đi lần này, hẳn là Bùi Khiêm đang muốn nhân chuyến đi này để nhắc nhở họ biết đối thủ cạnh tranh của họ mạnh đến mức nào. Dù bên kia có chính sách đãi ngộ cực kỳ kém thua nhưng sản phẩm của họ vẫn là hơn bên ta về mọi mặt, nên họ không được lơ là dù đã hoàn thành xong dự án, họ đã được đãi ngộ tốt đến vậy thì nên cho ra một kết quả để xứng với sự đãi ngộ này. Thế là ai nấy đều đồng lòng quyết tâm đánh bại bên kia, tay chủ tịch sau đó đã trách tên giám đốc vì để lộ sản phẩm của họ trước. Nhưng tay giám đốc cho rằng bản thân không thể để công ty bị mất mặt và anh ta cũng tin sản phẩm của họ sẽ không thua sản phẩm bên Bùi Khiêm và chắc chắn lượt tải của họ sẽ cao hơn. Hôm sau, Bùi Khiêm đã hỏi trợ lý về việc Ai Nấy đã nghỉ phép cả hai chưa thì cô bảo là anh cứ yên tâm vì bên này đều ổn thỏa. Ai Nấy lúc này đều nghĩ anh đang đi quảng báo game đâu đó nên cứ tiếp tục cố gắng. Còn Bao Húc sau đó đã bắt đầu làm nhạc cho game, anh đánh qua một khúc thì Ai Nấy đều phải khen là hoàn hảo. Vài ngày sau, Bùi Khiêm kiểm tra lại sổ sách thì thấy lỗ đang như dự tính. Thế là anh quyết định tổ chức team building lần nữa nên đã gọi cho Hải Lộ để nhờ cô sắp xếp. Anh sau đó bảo cô đặt ra phim và các thứ khác. Đến ngày đi xem phim cùng cả công ty, họ đều đã chuẩn bị xong cho anh một bất ngờ. Ai nấy đều cho biết là họ đã kiểm tra và vá xong toàn bộ các lỗi nên họ có thể ra mắt game trước bên kia. Bùi Khiêm không chấp nhận và muốn phải ra cùng ngày, nhưng hệ thống cho rằng anh cố ý trì hoãn dự án công ty nên cảnh báo thì anh lấy lý do là họ cần đi ăn chỉnh chu một bữa trước đã. Ai nấy đến nhà hàng sang trọng để ăn và Bùi Khiêm hỏi sao cho nghỉ phép mà không ai nghỉ. Cái đó thì là do Mã Dương đã giải thích về vụ nghỉ phép với họ Sai Ý Bùi Khiêm nên họ vẫn tiếp tục làm, anh sau đó bắt Mã Dương hốc đống đồ đắt nhất cho anh. Bao Húc sau đó đã đứng lên hát một bài để tặng Bùi Khiêm. Nhìn ai nấy vui vẻ như này khiến Lâm Vãn cũng thấy vui, nhưng cô để ý thấy Bùi Khiêm như đang lo lắng gì đó. Cô thì lo nghĩ tốt còn Bùi Khiêm thì mãi nghĩ xem có cách nào chỉ hoàn lại hay không. Ai nấy sau đó nghe câu chuyện trước đây của Bao Húc và cách Bùi Khiêm cứu vớt cuộc đời anh ta ra sao thì đều cảm động mà khóc. Ai nấy sau đó ăn say bí tỉ đến mức ngủ luôn ở nhà hàng. Đến ngày hôm kia, ai nấy lên công ty thì mới đăng game lên được vì hôm qua ai nấy đều say quá mà ngủ nguyên ngày, nhưng xem qua số liệu thì chẳng có miếng nào tốt cả. Số liệu của công ty lớn kia đã tệ thì bên họ còn tệ hơn, thực ra, Bùi Khiêm đã đặt ra tường lửa để ngăn người chơi vào game nên số liệu mới tệ như vậy. Đầu tiên là đăng cùng ngày với bên kia vì biết sẽ cạnh tranh không lại, thứ hai là không đi tiếp thị game để không ai biết mà tìm đến chơi, và ai nấy sau đó đã phải vào tìm cô trợ lý để suy nghĩ cách nhằm vực dậy tựa game. Cách họ đưa ra là thuê người nổi tiếng chơi thử game và trả tiền cho họ nhưng lâm vãn lại có cách để xử lý vụ này cô sau đó cho tiểu hoàng và bao húc biết về việc cô đã liên lạc với một người chơi bắn súng kỳ cựu của làng game người đó gần đây hoạt động khá ít khiến người ta nghĩ là người này đã giải nghệ cô đã gửi thông tin game cho người đó và hy vọng anh ta sẽ giúp anh ta lúc này vừa có thông tin game thì thấy kỳ cục vì game khá là đắt bằng một phần ba tháng lương trước đây của tiểu hoàng nhưng dẫn sao đã được nhờ thì anh ta cũng muốn chơi thử xem có đáng tiền hay không vừa vào game anh ta nhìn qua giao diện giàn khoan khá là nét nhưng lại chẳng có giao diện hay cắt cảnh giới thiệu gì vừa vào chỉ mới kịp nhìn xung quanh người chơi đã thấy một bóng hình ai đó lướt qua người chơi đã tiến đến và cầm lấy chiếc gậy bóng chày gần đó và cô bé hỗ trợ đã xuất hiện cô bé bị một con xác sống tấn công nên người chơi đã phải tìm quanh và lấy được một khẩu súng để giúp cô bé cô bé như đã đoán thì không thể nói và họ phải giải đố để đến bước tiếp theo người chơi sau đó chạm mặt một đàn xác sống và được cô bé cho một khẩu súng trường với kinh nghiệm thượng thừa thì anh ta đã bắn hạ cả đàn xác sống và rồi cùng cô bé xuống bên dưới một đàn xác sống nữa lại kéo đến cô bé đã mở được một cái thang máy ở bên cạnh cho người chơi đi vào game được chuyển sang góc nhìn thứ ba một con xác sống đã vào kịp bên trong và tấn công người chơi cô bé đã đánh bay nó ra và hồi phục cho người chơi để họ xử nốt phần còn lại thế là anh trai kia xua đó đã đích thân đến công ty của bùi khiêm để livestream quảng cáo cho công ty fan của anh ta cũng vì thế mà kéo đến công ty khá đông anh ta không ngờ họ có thể làm ra game hay đến vậy anh ta đã chơi hết game và phải chơi đến lần thứ hai thì anh ta mới tìm ra cách lấy được cái kết thật sự anh ta đánh giá rằng trò chơi của bên kia chỉ ăn theo mấy game lớn của nước ngoài còn game của họ thì đi ngược lại số đông và đem đến cảm giác cực kỳ mới lạ mà một game thủ chuyên nghiệp như anh ta cũng phải thích thú anh ta sau đó khoe lên việc bản thân đã chi tiền ra mua skin súng sử thi ở trong game dù cái giá nó cũng không hề rẻ nhưng anh ta thấy nó rất đáng tiền và tối đến anh ta sẽ livestream để giới thiệu game rộng rãi hơn anh ta chắc chắn doanh thu của game này sẽ lên trời còn trong lúc đó bùi khiêm và mã dương vẫn đang ở lớp cả hai đã giao lại cho quyền quản lý công ty cho hải lộ và bùi khiêm hy vọng sau bài thi thì anh sẽ trở về công ty để an ủi mọi người anh đang cười thì mã dương cho biết anh hẳn đang rất vui vì doanh thu đang tăng lên ngày một nhiều nhưng bùi khiêm không hề biết việc này anh sau đó đã bỏ khỏi phòng thi và chạy đến công ty anh đến nơi thì ai nấy đều ỉu xìu và thiếu sức sống như anh nghĩ ấy vậy mà anh vừa mở lời thì ai nấy đều đã vây quanh và cho biết game của họ đã thực sự hot rồi ai nấy khui rượu ăn mừng và nhảy nhót còn bùi khiêm thì như rơi vào hố sâu tuyệt vọng anh sau đó không hiểu sao bản thân đã tính kỹ rồi mà vẫn có sai sót anh sau đó được tiểu hoàng đưa báo cáo vào anh sau khi đọc qua thì biết lâm vãn là người đã khiến game hot như hôm nay và công lao cũng là nhờ cả vào thanh niên tuyển thủ kia anh đã cố tình đi ngược lại với thị hiếu người chơi ấy vậy mà chẳng hiểu sao game vẫn được đề xuất lên thật nổi tiếng chắc là có trách thì phải trách anh từ đầu đã suy nghĩ theo cái lối này ai nấy ngoài kia lúc này đang bàn về phản ứng của bùi khiêm ai nấy nghĩ là anh không muốn căn dặn họ nhiều mà để họ tự mình phát triển mạnh khả năng của bản thân Đúng lúc Bùi Khiêm đi ra với tâm trạng chán nản thì ai nấy lại nghĩ là anh không tự cao mà vẫn điềm tĩnh như thường. Anh sau đó lên tầng thượng và bắt đầu trầm kẽm về đống bình luận tích cực mà game có được. Lâm Vãn lên đây và sợ anh sắp nhảy nên đã bảo anh bình tĩnh, cô nghĩ anh buồn vì game cạnh tranh bên kia bị vùi dập nát quá, anh còn không biết cả việc này. Đã vậy còn nghe thêm việc máy chủ của họ có thể chứa đến 100.000 người chơi cùng lúc mà vẫn không đủ thì càng sốc hơn. Anh sau đó nhận ra một sự thật, là giờ nếu anh không thể tiêu hết số tiền một mình thì nên tiêu bằng cả tập thể và cứ thế anh quyết định sẽ liều một phen còn với bên công ty lớn kia tay giám đốc lúc này cũng trầm cảm nhưng là với đống bình luận tiêu cực về game tên chủ tịch đã gọi đến thì tay giám đốc bảo chữa là lượt tải của họ vẫn không thua nên không cần quá lo nhưng tay chủ tịch chỉ để tâm đến đống bình luận tiêu cực hôm sau bùi khiêm nhận thấy anh chỉ còn 3 ngày nữa để tiêu hết hơn 600 000 thì mới sinh được lỗ anh sau đó gọi hệ thống ra để hỏi vài thứ anh muốn cập nhật thêm vào game để có cớ chi tiêu nhưng cập nhật thêm thì bắt buộc phải đặt ra thêm thứ để sinh lợi nhuận thế là anh đành rút tạm lại anh muốn khao nhân viên thì hệ thống cho rằng gần đây anh đã khao quá nhiều nên từ chối anh sau đó muốn lấy lợi nhuận ra để thưởng nhân viên thì cũng bị từ chối nốt vì mức anh lấy ra là quá nhiều cách này không được cách kia cũng chẳng xong nhưng vẫn còn một cách tối đó bùi khiêm đã hỏi hải lộ là có cách nào để biến tiền trong tài khoản công ty thành phúc lợi để trả nhân viên hay không hải lộ sau đó đã giúp anh lập ra một danh sách để giúp anh có thêm cái cớ để tiêu tiền mà không bị liệt vào cảnh báo của hệ thống sáng hôm sau hải lộ đã làm xong cả danh sách dài những điều anh có thể dùng để tiêu tiền hợp pháp Xem xong cả danh sách dài thì anh đã có thể tự tin là bản thân nhét được hết đống này vào mồm hệ thống. Hệ thống sau đó kiểm tra qua danh sách thì tất cả đều hợp lý, thế là ngay sau đó, Bùi Khiêm đã dẫn toàn bộ công ty đến trung tâm mua sắm và cho họ thấy những thẻ mua sắm mà anh chuẩn bị cho họ. Anh sau đó yêu cầu tất cả phải tiêu xả láng cho anh. Ai nấy sau đó vào trong và bắt đầu lựa đồ tích cực, nhưng còn hai tiếng nữa là kết toán nên anh phải lẹ lên. Anh sau đó đã dẫn mọi người vào cửa hàng công nghệ. Ai thấy hứng thú với thứ gì là anh cho mua hết anh còn soạn sẵn lý do để họ thấy việc mua thật hợp lý mà không cần tiết kiệm quá mức làm gì bao húc là người duy nhất biết tự giác thích mua gì thì mua mà không cần bùi khiêm phải nhắc anh thấy lâm vãn chẳng mua gì thì đến hỏi nhưng mấy thứ trong cửa hàng này cô trải nghiệm hết rồi nên chẳng cần nữa anh sau đó thấy mã dương mua một đống ốp điện thoại nhưng toàn loại rẻ nên phải gom hết mấy cái đắt nhất lại cho cậu ta lâm vãn càng nhìn thì càng thấy mê bùi khiêm anh sau đó đã đưa đống hóa đơn cho hải lộ xử lý anh nhận thấy là vẫn còn dư tiền nên đã hỏi Hải Lộ là có cách nào để anh tiêu cho bản thân nhưng vẫn trong mục đích phục vụ công ty hay không. Thế là Hải Lộ bảo anh có thể mua đồng hồ và bút máy các thứ. Thế là anh ngay lập tức chạy lên mua, nhưng đồng hồ cơ bản vẫn là tài sản riêng của anh nên không tính. Thế là ngay sau đó anh lựa được cái nào hợp lý là mua hết, nhưng vẫn còn một phút nữa là kết toán và anh phải mua thêm một thứ gì đó nữa. Anh để ý thấy chai nước hoa đắt tiền và Lâm Vãn là người duy nhất không mua nhiều nên anh đã chạy đến dưới chai nước hoa vào tay cô để tặng và được hệ thống nhận là hợp pháp mà thông qua và lần đầu tiên trong lịch sử, Bùi Khiêm đã có thể lỗ tiền và thu về túi được 20.000. Tuy không nhiều nhưng là con số đầu tiên anh kiếm được theo đúng mục đích. Lúc ra về, Bùi Khiêm đã bảo tất cả mọi người ngày mai đến công ty sớm vì anh có việc quan trọng muốn thông báo. Mục đích lần này của anh là qua cầu rút ván. Hôm sau, Bùi Khiêm đã đứng ra thông báo với tất cả mọi người rằng, trò chơi lần này Tiểu Hoàng và Bao Húc đã làm rất tốt và anh quyết định trao họ danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất. Hải Lộ đã đến trao cúp cho cả hai, và Bùi Khiêm cho rằng vì cả hai đã tốt đến vậy nên từ nay Tiểu Hoàng không cần đến công ty nữa. Ai nấy nghĩ anh đang sa thải Tiểu Hoàng, ư ừ thì cũng đúng, anh muốn loại bỏ những nhân tài có thể gây hại đến khả năng thua lỗ của anh, nhưng lý do anh đưa ra ở đây là vì Tiểu Hoàng đã chứng tỏ thực lực rất tốt nên anh muốn Tiểu Hoàng ra đi và lập sự nghiệp riêng cho bản thân, và anh sẽ chu cấp tiền khởi nghiệp cho cậu ta, còn với Bao Húc, giờ Bao Húc rất thích chơi game thì anh quyết định cho Bao Húc nghỉ ở nhà chơi game và anh vẫn sẽ trả lương như thường lý do là để học hỏi thêm về game và cung cấp ý kiến về kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm cho công ty bao húc không cần thì anh bảo đây là bắt buộc ai nấy nghe thì biết là bùi khiêm vừa bao nuôi bao húc chọn gói anh tuyên bố lễ trao thưởng chính thức kết thúc và họ sẽ phải tạm biệt hai nhân viên xuất sắc nhất và vào ngày mai dự án mới sẽ lại bắt đầu phim đến đây cũng là kết thúc